Hôm nay Phước Sửu sẽ review cho cả nhà biết được là cái tiến độ dự án GS Metro City, hay là còn gọi là dự án Giai Gai Nhà Bè, đến đâu và sắp tới là những công trình hạng mục nào sẽ được hoàn thiện. Thì mọi người cùng với Phước Sửu bay và Flycam và cảm nhận về cái tiến độ cực kỳ thần tốc của dự án này nhé. Hôm nay Phước Sửu sẽ bay Flycam và review tiến bộ của dự án 350 hectare Giai Gai Nhà Bè, nằm trên mặt tiền đường Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, để cho quý anh chị khách hàng nắm rõ về dự án này nhé. Phân khu đầu tiên là Giai River County 1, có 3 phân khu. Phân khu như mọi người nhìn thấy là A30, A31 và A32. Thì tổng 3 phân khu có khoảng hơn 300 căn nhà phố, shop house, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập và những căn dinh thự đối diện bờ sông. Thì hiện tại như mọi người nhìn thấy trên Flycam Phước Sửu đang bay, thì tất cả các căn ở đây gần như là đã được cất nóc. Vỉa hè thì làm rất là đẹp và hệ thống cây xanh gần như là phủ kín. Hiện tại có trục đường Phạm Hữu Lầu thì cũng đang mở rộng thành 40m. Và đây là phân khu đầu tiên, là phân khu A30. Phân khu này có một điều đặc biệt là phân khu cao cấp nhất và có khoảng hơn 10 căn biệt thự view sông. Và với diện tích của biệt thự là 300m² cộng thêm 300m² làm sân vườn xoay ra bờ sông. Đây là toàn cảnh của 3 phân khu A30, A31, A32. Thì theo như mọi người thấy thì ngoài ra thì chủ đầu tư song hành thì chủ đầu tư đang làm công viên, hệ thống cấp thoát nước, trồng cây xanh. Gần như là hết khoảng 70-80% là căn biệt thự nhà phố ở nơi đây là đã cất nóc và gần như đang hoàn thiện mặt ngoài. Chỉ có một số căn là ở dưới trục đường dây điện thì đang hoàn thành xong phần móng và chuẩn bị đưa vào xây dựng. Theo như mọi người nhìn thấy thì đối với khu nhà phố D1 và shop house E1 là đã hoàn thành xong cất nóc và đưa vào hoàn thiện phần thô. Lối vào cổng chính thì được lót gạch hoa cương rất là đẹp, tỉ mỉ. Và ngay những cái nắp ống cống là cũng có logo của chủ đầu tư Giai Gai. Đây là những căn biệt thự song lập 9,5 x 17, gần như đã hoàn thiện và cất nóc. Những căn này thì nhìn trực diện của clubhouse. Tất cả những cái căn biệt thự ở đây thì đều là thiết kế theo dạng hai mặt tiền trước sau. Mặt tiền bên trong và bên ngoài sẽ có một lối đi riêng. Đây là đường chính Nguyễn Hữu Thọ. Dọc theo đường chính Nguyễn Hữu Thọ thì chủ đầu tư đang trồng một số loại cây cau vua. Bên trong đường Hữu Thọ thì chủ đầu tư còn chừa ra một con đường là 12m để lưu thông và dừng lại cho khách hàng mua sắm ở những căn shop house. Đây là club house của A32. Đây là công viên ven sông nha cả nhà. Công viên ven sông hình thành lên rất là đẹp. Có công viên 3 mùa: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu. 4 mùa hai cả nhà: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Và những công viên này nằm trực diện bờ sông. Và một số công viên nằm trong 3 phân khu là A30, A31, A32. Một số căn như mọi người nhìn thấy trong video đó là những căn biệt thự 300m² nhìn trực diện ra bờ sông. Đây là con đường, một bên là nhà phố 7x17 và biệt thự 10x20. 7x7 nhà phố thiết kế theo dạng biệt thự song lập mini.
nên nó là hai căn thiết kế thành một căn rất là đẹp. Còn biệt thự Song Lập 10x20 thì thiết kế rất là đẹp. Ngoài mặt tiền chính thì mặt tiền mặt sau chủ đầu tư cũng thiết kế rất là đẹp, là có chừa vỉa hè, trồng cây xanh và hệ thống đường, vỉa hè và đèn điện đã lắp đặt đầy đủ. Đây là phân khu A31, và theo như máy quay của Phước Sửu thì nhìn ra cổng chính và qua phân khu A32. Thì mọi người nhìn thấy phân khu A32 thì gần như hết khoảng 70% là một số căn là đã cất nóc. Những dãy shop house thì xây gần đến đường Phạm Hữu Lầu. Và nhìn từ trên cao thì thấy công viên sát bờ sông rất là đẹp, được trang bị. Sau này sẽ là một bến cano để mình di chuyển cano đi bằng đường thủy đi đến những những dòng sông của dự án. Đây là những căn đơn lập, phía bên tay trái là 300m2, nhìn trực diện ra bờ sông, đó là dãy C1. Và phía bên tay phải là những căn biệt thự 9,5x17 nhìn thẳng vào công viên. Và phía bên tay trái là những căn nhà phố đối diện những căn biệt thự Song Lập 9,5x17. Và ngoài cùng mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ là những căn shop house 7x18. Góc quay này thì nhìn về đường Phạm Hữu Lầu, thì đường Phạm Hữu Lầu đang được mở rộng 40m. Và đi qua một cây cầu mới sẽ là cây cầu Cống Dinh. Và trước mặt Phước Sửu là một mảng xanh rất là đẹp. Chủ đầu tư làm mảng xanh sát bờ sông để cho những cư dân ở đây có thể là thoải mái nghỉ dưỡng sau những giờ làm việc mệt mỏi khi trở về với căn nhà của mình. Những căn biệt thự ở đây xây dựng rất là tinh tế. Tất cả những căn biệt thự ở đây đều được lắp đá hoa cương và trang bị máy ngói Thái, và được coi như là thiết kế ngoại thất rất là đẹp. Đây là con đường ven sông, một bên là những công viên ven sông và một bên là những dãy biệt thự đơn lập 300m2, rất là đẹp. Và có ở đây thì có công viên trình diễn ánh sáng, rồi có đài phun nước. Và mọi người thấy rõ ở đây là có một cái bến gọi là du thuyền, thì nó hơi lớn nhưng mà gọi là bến, một bến cano rất là đẹp, để có thể là di chuyển cano đi dọc theo bờ sông của dự án. Đây là toàn cảnh của phân khu đầu tiên là Zai River Country One, mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ giao nhau với đường Phạm Hữu Lầu, và một bờ sông rất là rộng rãi. Đối diện với phân khu bên mình sẽ là phân khu thứ hai mang tên là Zai Edu Country. Phân khu này sẽ thiết kế một trường đại học rất lớn là Đại học Chadwick đang được xây dựng. Cảm ơn quý anh chị đã xem qua video review về tiến độ của dự án Sai Gai Nhà Bè. Để cập nhật nhiều tiến độ mới nhất của dự án, và đặc biệt là ký gửi nhiều loại sản phẩm shop house, nhà phố, biệt thự tại dự án Sai Gai Nhà Bè. Quý anh chị cần thêm thông tin, inbox cho Phước Sửu hoặc là gọi cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Phước Sửu sẽ cung cấp cho quý anh chị nhiều thông tin của giai đoạn 1 và đồng thời có rất là nhiều thông tin về giai đoạn 2 mở bán sắp tới. Hãy alo cho Phước Sửu để có nhiều thông tin nhé, và đặc biệt có rất nhiều sản phẩm đang cần bán ra với giá cực kỳ hợp lý.